Mới đây, đại diện ban giám đốc Bệnh viện Từ Dũ đã có buổi chia sẻ xin lỗi Bệnh viện Nhi Đồng 1 và cá nhân nữ điều dưỡng về hành vi khiếm nhã của nữ hộ sinh. Tạm thời, Bệnh viện Từ Dũ đã đình chỉ công tác của nữ hộ sinh chờ sự việc được làm sáng tỏ để có biện pháp xử lý cụ thể. Tôi thật sự rất là buồn và rất là đau lòng cũng như là mình cảm thấy xấu hổ khi mình chống lại cái việc đó mà chính nhân viên của mình lại làm cái việc đó ở tại một cái nơi khác. Đây không phải là một cái lỗi hệ thống. Rất tiếc là cái việc này nó lại là gắn với tên tuổi của Bệnh viện Từ Dũ. Đây là một cái lỗi cá nhân riêng lẻ nhưng mà buộc chúng tôi phải suy nghĩ lại và phải nhìn lại cái hệ thống của mình. Ông bà mình có câu nói là con dại cái mang, con sâu làm đầu nồi canh. Đây là một cái cá nhân rất là nhỏ ở trong bệnh viện nhưng nó đã ảnh hưởng uy tín bệnh viện rất là nặng nề. Thay mặt tập thể của Bệnh viện Từ Dũ cũng đã đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để nói lên cái lời chia sẻ và xin lỗi về nhân viên bệnh viện mình đã có một cái hành vi khiếm nhã ở ngay chính bệnh viện của bạn. Bệnh viện Từ Dũ thì trước đây chúng tôi cũng đã có một cái tôn chỉ của mình là không để xảy ra những cái tình huống như thế này, thì cái việc này không thể xảy ra đối với nhân viên y tế. Nhưng có lẽ nó cũng chưa đủ, chúng tôi sẽ có những cái giải pháp cụ thể hơn, không phải chỉ cho cái nhân viên vừa gây ra cái hành vi này, mà cả luôn cho tất cả những nhân viên còn lại. Chúng ta lập lại những cái kỷ cương trật tự và đặc biệt là thái độ giao tiếp, ứng xử và đặc biệt làm sao đó học được cái cách kiềm chế. Bày tỏ quan điểm về vụ việc nữ điều dưỡng bị hành hung tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở Y tế không chấp nhận hành vi này và nhận định hành vi gây ảnh hưởng tâm lý cho nhân viên tại bệnh viện nói riêng và ngành y tế nói chung. Sau khi tiếp nhận được cái thông tin, thì Sở Y tế cũng đã có cái văn bản gửi đề nghị giám đốc của Bệnh viện Nhi Đồng 1, công an của quận 10 phải vào cuộc để hỗ trợ cho cái phối hợp với lại các quan chức năng khác để hỗ trợ cho công tác điều tra xác minh và nếu được sẽ khởi tố vụ án để làm gương, làm răn đe cho những cái cuộc bạo hành có thể diễn ra trong tương lai. Sau khi bị hành hung, nữ điều dưỡng đã được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân 115 điều trị với đánh giá tổn thương vùng đầu mặt, nói và há miệng hạn chế, tinh thần hoảng loạn. Vụ việc đã được chuyển cho Công an quận 10 tiếp tục điều tra, xử lý.